Chưa các bạn, mình đang có một chiếc Neo 5XE đấy nhá, và chiếc máy này được khách hàng người ta cọc tiền để mình chuẩn bị ship này. Đó, và mình đã chạy lên con ROM quốc tế rồi. Và bây giờ các bạn cùng xem nhé. Khi mình chạy lên ROM quốc tế, chiếc máy này nó sẽ ngon như là nhá. Mình đã hứa làm video này mà lâu quá rồi, hôm nay mình mới làm được các bạn nhé. Đây các bạn này, đây là một chiếc Neo 5XE phiên bản màu đen nhé, các bạn có thể nhìn thấy nhé. Đó, nó sẽ có màu đen và bên dưới này nó sẽ hơi ánh tím một chút là rất là đẹp. Ở đây camera cũng camera thì tương giống như Neo 5 thôi, nhưng nó không có để lộ cái phần linh kiện bên trong ở trên này, nhưng mà cũng rất là đẹp nhé. Đó, thì khi chạy ROM xong quốc tế này, đây thì nó sẽ như này các bạn này. Đó, khi chạy xong quốc tế nhá thì nó cũng giao diện rất là cơ bản của Realme thôi, mà giao diện của Realme dùng rất đơn giản và ngon nhé, hơn là Samsung Xiaomi. Đợt này Xiaomi cảm thấy là không ngon bằng Realme các bạn ạ. Đó, chính vì thế mà chiếc máy này nó đắt hơn chiếc 12 Turbo. Đó, các bạn nhìn nhá. Khi mình chạy lên quốc tế thì nó vẫn là GT Neo 5 SE thôi. Đó, đây là phiên bản 256GB, bộ RAM là 12GB các bạn này. Pin của nó sẽ là 5500. So với như con Neo 5 ấy thì là pin của nó là 4600 hay con 12 Turbo ấy. Đó, thì con này nó là đối thủ rất là xứng tầm với 12 Turbo khi sử chip Snapdragon 710 Gen 2 các bạn này. Đó, màn hình 6.67 inch rất là đẹp và camera rất đẹp nhá. Đó, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, ROM quốc tế nó đây. Thì khi chạy ROM quốc tế này xong ấy, các bạn dùng sim bình thường, chúng ta có thể lắp được 2 sim và có sóng bình thường, và chúng ta có thể format lại, nó sẽ còn đầy đủ tiếng Việt và thoải mái mà không bị mất Google đâu. Đó, nó không như là cái bản kia. Thế là chúng ta mua chiếc máy này ấy, bản ROM quốc tế thì rất là ngon rồi đúng không? Đó, và chạy luôn chứ không phải đợi chờ như chiếc Xiaomi nữa. Đó, và chiếc máy này các bạn nếu muốn mua ấy, các bạn có thể comment số điện thoại vào dưới video này, hoặc lấy website mình là msm.vn để đặt hàng nhé. Trên đó chúng ta cũng có thể trả góp online luôn. Và địa chỉ bên mình trực tiếp ấy, để mua hàng ấy, là 170 Lấy Chay các bạn nhé.